Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thạch, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chú Hồng đang ở ba đường Mã Lò với đường Lê Văn Quế ha. Đường Lê Văn Quế hướng này là về ngã tư bốn xã nha cô chú anh chị. Còn hướng này là mình sẽ đi lên trên đường số 18, đi thẳng lên Bình Hưng Hòa nha. Và sau lưng mình là bệnh viện Bình Tân. Hôm nay chú Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà ở đường Mã Lò. Căn nhà mình có kích thước ngang 4 và dài gần 9 m. Nhà có kết cấu một trệt với một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha. Thì nhà nằm ở hẻm ô tô nha, cách mặt tiền đường Lê Văn Quế khoảng chừng trên mặt tường đường Mã Lò khoảng chừng 200 m. Ở hẻm 480 ha cô chú anh chị. Đó, mình đang di chuyển hướng này là hướng từ đường Lê Văn Quế đi về xuống đường 18 nha cô chú anh chị. Nhà mình nằm ở hẻm 480 ha. Ngã tư phía trước mặt mình là đường số 18B nha cô chú anh chị. Đường số 18B mình rẽ trái, mình sẽ đi ra ngoài quốc lộ 1, rẽ phải là về đường Gò Sòi ha. Và căn nhà này là nằm ở hẻm ô tô và có mức giá là dưới 3 tỷ ha. Dưới 3 tỷ nha cô chú anh chị. Đó, hướng này là hướng về chợ Gò Sòi nè. Và hướng kia là hướng đi ra ngoài quốc lộ 1. Hẻm 480 nha cô chú anh chị. 480 là hẻm ô tô nha. Ô tô đi lại được bình thường luôn ha. Qua khỏi trường mẫu giáo, qua khỏi trường mẫu giáo Sen Việt ha. Nhà cửa thì khu vực này rất đông đúc, nhà thuộc khu dân cư hiện hữu, là nhà không bị quy hoạch hẻm giới lộ giới gì hết. Mua bán thì ký công chứng sang tên chỗ Hồng nha cô chú anh chị. Và phía trước mặt mình bên tay phải là hẻm 480 nha. Mình sẽ chạy vào đó cho cô chú anh chị bạn xem cái căn nhà này ha. Nếu cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu đi xem nhà thì liên lạc với chủ Hồng ha, qua số điện thoại 0933 79 79 79 ha. Đây cái hẻm là đầu hẻm có quán cà phê Kinh Con nè ha. Đó, mình chạy thẳng vô ha. Đường này hẻm là 480 là con đường nhựa nha cô chú anh chị. Như có vẻ sai cái hẻm này rồi. Hẻm này là đường 8C ha. Mình đi tiếp nha cô chú anh chị. 460 qua khỏi quán cà phê Kinh Con này sẽ là hẻm 480 ha. 468 470 rồi, hẻm 480 nằm phía trước mặt mình nè cô chú anh chị ơi. Đây hẻm 480 ha, đối diện với inox Phương Huy Hoàng nha. Nó đối diện bên đây ha. Rồi mình vô hẻm 480 nha cô chú anh chị. Hẻm 480 đường Mã Lò, khu phố 22 ha. Đầu đường có quán cà phê Parano ha. Rồi mình đi vô trong nhà nha cô chú anh chị. Do trời mưa quá chạy lộn hẻm. Đó, đường này là đường nhựa lớn luôn, con hẻm là con đường nhựa lớn nha cô chú anh chị. Đó, mình chạy thẳng vô ha. Rồi xong xuôi mình thấy qua khỏi cái biệt thự này. Đó, mình sẽ tới một căn nhà đỏ này đối diện cái xưởng nè. Đó, căn nhà này đi vô. Đó, đây là đầu hẻm 480 sạc 17 nè. Đó, chạy ra ngoài đó khoảng chừng hơn 100 m ha. Vậy vô đây chút xíu là tới đầu đường này có cái lọc vườn lớn nè, có cái nhà nè. Nhà mình ngang 4 và chiều dài là gần 9 m ha.
Rồi mình tới nhà ha cô chú anh chị. Nhà mình đây ha. Trời mưa ha, chú không chạy xe vô cho được ướt nha. Rồi, tới nhà hả cô chú anh chị? Đây CB điện này ha. Rồi, chú Hồng ra ngoài review cho cô chú anh chị bạn xem nha. Đây hẻm phía trước nhà của căn nhà địa chỉ 480/13/15 đường Mã Lò. Khu phố 22 phường Bình Trị Đông quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh nha. Hẻm đó nhà mình đây. Hẻm rất sạch sẽ luôn ha, cao ráo không ngập nước nha. Hả? Hẻm ô tô vô tới nơi luôn nha cô chú anh chị. Và nhà mình một trệt với một lầu ha. Ở trên là có cái mái ngói nha. Ở trên là có mái ngói, ngoài nhà mình có hai lớp cửa bảo vệ. Một là lớp cửa sắt lùa bên ngoài, bên trong là cửa sắt với kính ha. Rồi cô chú anh chị bạn hãy nhìn lại bên ngoài nè. Trời mưa ha, trời đang chuyển mưa rồi. Nếu mình xây dựng mới thì mình xây dựng cao được những như những căn nhà này nè, một trệt ba lầu hết cô chú anh chị. Nhà rất là sạch sẽ, về mình ở không cần phải sửa chữa gì thêm đâu. Đó. Ngoài là lớp cửa sắt lùa, ở đây là sắt lùa chứ không phải nhôm lùa ha cô chú anh chị. Và bên trong là cửa sắt với kính. Nhà thì có đèn LED. Đó, LED âm trần rồi LED tăng cường nữa ha. Hẻm trước nhà là hẻm 4,5m nha cô chú chị, 4,5m 5m ha, xe ô tô vô được luôn á. Đó. Và Vũ Hồng xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 480/15/13/15 đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông, của phường Bình, ở đây là phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha. Cầu thang thì ở giữa, phía sau này là gian bếp, phía sau nữa là nhà vệ sinh, phía sau là nhà vệ sinh ha. Nhà có làm cái giếng trời nè, đó, giếng trời đây ha. Rất rộng rãi thoải mái luôn nha cô chú anh chị. Rồi ở trên đây là mình có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, chỗ thờ ông Táo ha. À, chỗ này chủ nhà setup để cho mình làm máy để máy giặt nha cô chú anh chị. Rồi cửa nhà vệ sinh thì sử dụng cửa lùa, bên trong có thêm một cái cửa nữa nha. Ở ngoài đây có một cái cửa, bên trong có thêm một cái cửa nữa. Bây giờ ở khu vực này thì cô chú anh chị bạn có thể setup có chỗ để máy giặt hay là làm cái gì cũng được trong vị trí này ha. Rồi mời cô chú chị bạn lên trên lầu chú Hồng nha. Trên lầu ha, trên lầu thì có một nhà vệ sinh và một cái giếng trời. Đó. Nhà vệ sinh thì xài cửa lùa ha. Đây. Đó. Nhà vệ sinh này xài cửa lùa nha. Đó. Ở đây thì giếng trời ra ngoài nè. Đó. Bình nước bên đây ha, bình lọc nước đó nha, hệ thống lọc nước nha. Đây giếng trời. Ở đây chủ nhà làm hai phòng ha. Một phòng phía sau, phòng phía trước.
Phòng này cửa lùa nha, có quạt gió nè. Rồi đó, phòng phía trước có cửa sổ, có ống đồng máy đài lạnh sẵn, có lam trên ha. Rồi cục nóng máy lạnh đây, cục nóng máy lạnh chủ nhà còn để đây ha. Và phía trước nhà mình nè, ban công rộng rãi nha. Ở trên đây thì làm mái ngói. Đó, sân trước nè, trời đang mưa ha.